Hôm qua em có quay giới thiệu cho các bác cái đôi loa Focus này, nhưng mà chưa khui hàng đấy. Tình trạng là nó bị mất tem, nhưng em báo là loa Focus nhưng mà các bác cũng không tin lắm. Bởi vì là loa Focus là những đôi loa như thế này thì nó phải có mức giá gần 20 triệu. Em để cho bác mức giá 6 triệu 9, nhiều bác giật mình quá. Bác lại không bảo không phải Focus. Đây ạ. À, con này cao 90 bác nhá, cao 90 ngang 25, sâu nó tầm khoảng 26 đến 28, cao 90. Đấy. Và đem tốn khui hàng cho bác luôn đấy. Củ của loa còn đây ạ. Focus còn zin hết luôn nhé. Đây. Focus made in France của Pháp luôn ạ. Đây bác nhìn thấy chưa? Bác cần cái lõi này hộ em nhé, cần cái lõi này. Bác cần nó ở cái lõi chứ đừng cần cái tem nằm bên ngoài. Đấy là Focus luôn ạ. Ok chưa? Cần cái lõi. Chứ đây này, đằng lưng của nó thì nó không có tem, bởi vì nó bóc cái tem em bảo là nó Focus nhưng các bác không tin. Ok chưa? Đấy, đôi này để cho bác mức giá 6 triệu 900 nghìn. Focus bác nhá. Đây, em khui hết ra cho bác luôn này. Đây. Made in France luôn. Con này hàng xịn quá cho bác rồi. Quá xịn cho bác rồi. Focus tất. Nhá. Khung này bằng gang. Focus. Bác nào nhu cầu liên hệ với em. 6 triệu 9.